Xin chào các bạn, giới thiệu với anh em cây này là cái cảo dây, hay nhiều người còn gọi là cái gì ta, này gọi là cái gì nữa ta, cảo dây hay còn gọi là cái gì, vừa mới nghĩ ra cái tên khá hay đẹp không và... tăng đưa đúng không? Nó vậy này, nhưng mà mình nhìn qua cái hình ứng dụng thì các bạn dễ thấy này, để bạn như bạn trong trường hợp bạn ghép các miếng gỗ lại với nhau, bạn muốn bó chặt nó lại thì mình sẽ sử dụng cái này, thì nó có cái khe đây này cho các cái tấm ván mỏng, như đặc biệt anh em làm về ván ép lót sàn, như là gỗ lót sàn này, lót sàn đúng không? Đó. Hoặc là chúng ta dùng để chúng ta cột các cái ba lô này, vali này, hoặc là cột các cái chồng giấy, hay là nói chung là kiện hàng, mình có nhiều kiện hàng mình cũng muốn cột, các bạn cột dùng cái dây này bạn tăng đưa để bạn siết nó cứng lại, để bắt đầu bạn mới cột cái dây khác lên, rồi xong đó bạn lấy lên cái này ra kiểu vậy. Hoặc là đây những ví dụ ván lót sàn này, bạn thấy này. Lót sàn này thì vì cái khe hở của cái khe này nó bằng cái đầu dày của cái đầu dày của cái miếng lót sàn này, hoặc là nó rộng hơn một tí xíu, thể nó rộng hơn. Thì khi bạn đưa ở đây bạn tăng đưa nó lên, nó giống như kiểu cái dây xe tải hay có hả, shipper hay dùng này đúng không? Đúng rồi, dây shipper hay dùng á, mình cột hàng á, thì nó có thêm một cây chân ở đây nữa để cho bạn kích từ bên trong kích ra. Đó, trong trường hợp bạn đặt sát cái chân tường này, đó, thì cái này cái chân này, này kích ra, kích chân tường ra này. Đây này. Đó, móc vào chân tường, cái này móc vào bên ngoài này. Thì bạn tưởng tượng ra đây. Đó, móc vào đây. Đó, cái này ngắn quá. Đây đi. Này dài đủ dài chứ. Bắt đầu lên đây. Bắt đầu đây, tất nhiên là nó không dày như này nha, cái miếng nó mỏng thôi, mình không có miếng gỗ nào đây làm anh tưởng được không? Đây thì nó vậy, lấy mặt bàn luôn nè. Mặt bàn nó dày quá, nó chỉ bằng cái khe hở thôi này, nó có cái miếng này, đó nó cái khe này, từ cái ván lót sàn này mình vậy thôi. Để mình này tăng đưa này, bạn thấy nó hai bên này nó gị, khi mà giật tới giật lui thì cái này nó cái cốc này đó, giật lại xem đó, đấy thì nó sẽ siết lại ăn bên cóc, giống như kiểu cơ cấu của cái tời tay ấy. Hiểu không? Thì cái chu vi của các bạn, bạn có thể dùng được đối với dây này là 4 mét, thì mình có quấn một cái vật thể gì đó nó sẽ lên được 4 mét, hoặc là bạn ghép cái gỗ trên sàn thì khoảng cách từ điểm này tới điểm này được 4 mét, tức là 4 mét là cũng to, giống như miếng dáng kiểu này, từ đây đến đây nó là như 1m2 hả, tầm đó đó, thì 4 mét thì bạn tưởng tượng nó dài ra, thì mình ghép vào. Thì cái này nó có cái lực nữa, cái lực mà cái này nó có cái cơ cấu bánh cóc này nó có thể chịu được lực như 2000 hay sao, 2000 hay 4000 ta, 5000 là 5000 newton, 5000 newton tức là khoảng 500 kg, 500 kg á, rất là lớn. Đó thì mình tùy theo ứng dụng thôi, mình cột hàng hoặc là mình, quan trọng nhất là cái này thực ra thì để cho anh em làm về nội thất, cái nội thất để ghép sàn đấy, ghép gỗ sàn. Cái này mấy tỷ ta, mã hàng của cái này là SVH. Đây. Đây là có cái mã hàng này. SVH 400, 400 là 4 mét đấy. SVH tức là sinh viên hẻo hả? Sinh viên nào chả hẻo. Hẻo tức là hết tiền đấy. Ok. Đây này. Made in Taiwan tức là sản xuất tại Đài Loan, nhưng mà của thương hiệu là thương hiệu Bestay. Rồi Bestay họ đặt một cái công ty khác làm sản xuất cho họ để họ chỉ có việc bán thôi. Thì cái mô hình như vậy nó gọi là mô hình là ODM. Mà có một mô hình đó là mô hình OEM. OEM tức là họ có sản xuất một cái chip nào đó trên đây thì họ đưa vào đây để tích hợp thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thì nó gọi là OEM, gọi là nhà sản xuất gốc ấy. Còn thằng sản xuất toàn bộ hết, chỉ có đóng cái thương hiệu lên thôi rồi bán thôi, lo bán thôi, thì thằng cái mô hình như thế gọi là ODM. Thì một cái hãng nào đó của Đài Loan họ sản xuất ODM cho hãng Bestay, như anh em biết là vậy. Thì bạn sẽ thấy là cái kích thước nó chi tiết thì thuyết minh, anh em vào trong website vinatun.com anh em sẽ có thuyết minh chi tiết, nhưng còn độ dày độ rộng của các cái miếng này này thì các bạn không cần thiết lắm. Đây nó cái chỗ này, đây là bánh cóc này đó. Còn ở đây là mình tăng đưa này, tăng đưa từ bên trong tường đẩy ra này, cái này tì vào tường thì cái này nó sẽ đẩy ra, nó sẽ giết những cái bước ban đầu á. Mình nhắc lại tí xíu để cho anh em dễ hình dung cái này. Thì có cái hình ở đây này, mình đã tì vào tường này, tì bức tường đứng này,
đây cái gỗ nằm dưới sàn này, em đặt sát mép này mình đẩy đây này, đó mình đẩy nó ra, còn cái này bên ngoài nó ghi vô, ok, rất là hay, rất tiện ích. Thì nhà sản xuất người ta còn cho thêm mình thêm một cái gì tài liệu hướng dẫn dụng á, cái gì này, gì tờ lưa thông tin gì đây này, đó, đây là các cái thế này. Các thế các bạn có thể sử dụng này. Đây đúng như cổ sàn nó có cái rãnh này nha. Okay. Rãnh bấu vào đấy. Khe đổ keo. Không phải khe ăn khớp với nhau ấy. Không phải đâu. Thì cái này thì các bạn trước khi các bạn vứt nó đi thì các bạn đọc lướt qua cái để biết. Thì cái này nó cũng dễ sử dụng, nó cái tăng đơ nó cũng dễ sử dụng thôi.